remember we met. I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed. Couldn't leave me alone. Text me every time that you pick up the phone. And I had control in the driver's seat, but my hands are slipping off the wheel. Now the tables have turned. Now I'm up all night. I'm picturing you. Every single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day I'm gonna make something great. That's my way. Đang kiếm cái lối xuống địa đạo. Bây giờ mọi người đang bắt đầu trải nghiệm khám phá địa đạo Nhân Trạch nha mọi người. Đây là lối xuống. Team gồm có 4 người. Đây, đạp từ Sài Gòn xuống đây thì phải thăm địa đạo Nhân Trạch rồi mới về. Hồi xưa á là nó khoảng tới đây thôi, là 1 mét về chiều cao, bề ngang khoảng 8 tấc thôi. Bây giờ mở rộng ra mình có thể đi thoải mái, không phải khom lưng nữa. Mà đó là ở đây và nó có một cái mũi trắng, nó có một cái lỗ đi bò qua giờ thì mình không qua luôn. Hồi xưa là cái lỗ người ta đã khoét mất cái lỗ rồi để cho mình dễ mình đi ngang qua. Ở trong đây có cái máy gió để mà sao Mỹ nó bơm rồi nó ủi chặt hết. Cái này đẹp quá. Chỉ có một đoạn này trải nghiệm thôi chứ chưa có làm hết. Những cái này đó hồi đó là nó cao chỉ bằng vậy thôi. Chỉ cao tới đây thôi rồi nó làm cái ụ ngang qua ha. Cái phần này nó trắng là nó chỉ có một cái lỗ thôi. Đây là phòng trưng bày những cái mô hình. Phà đi về quận 7. Hoàng hôn đẹp quá mọi người ơi. Quá đẹp. Có một cái cầu tiếp bên kia. Ai đang xây gian dở chứ ơi. Một chuyến đi đáng một tiền ghê. Có những trải nghiệm mà chúng ta không thể nào mà có tiền mà có thể mua được.